Rồi, hôm nay hướng dẫn em dạy cái đề thi cuối kỳ 2 toán lớp 10 thời gian 60 phút của trường Trung học phổ thông Thủ Đức. Rồi, đề này thì nó gồm mà trắc nghiệm hết đúng không? Rồi. Không có tự luận ha. 40 câu trắc nghiệm. Thủ Đức là cũng là thuộc thành phố riêng rồi nhưng mà nó chỉ trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh ha. Nó tách ra. Hồi xưa nó là quận Thủ Đức. Bây giờ nó là thành phố Thủ Đức. À, bây giờ sẽ đi vào câu 1. Trong mặt phẳng OC, viết phương trình chính xác của elip, viết độ dài trục lớn 18 và một siêu cự. Thì chúng ta biết elip rồi đúng không? À, độ dài trục lớn là gì? Là A1, A2 bằng 2A. Vậy mình tương đương với độ dài trục lớn là 18 bằng 2A. Thì A nó bằng 9. Đó. Rồi, tiêu điểm F1 á, tức là trong trường hợp này là F á, nó F1 là bằng trừ C không, mình suy ra C sẽ bằng là 4. Rồi, sau đó mình sẽ dùng công thức là A bình, B bình cộng C bình. Nếu mình quên thì mình coi lại kiến thức của elip. Đó. Rồi. Đây, giờ elip có dạng này. Tức là A bình bằng B bình bằng C bình đó, chuyển qua chuyển lại. Đó. Rồi, độ dài trục lớn là 2A. Độ dài trục bé là A1, A2 nè, trục lớn nè. Tiêu cự là tiêu điểm nè, là F1. Đó, F1 có tọa độ nè. Rồi, được ha. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra B bình. Thì mình dùng công thức B bằng căn A bình trừ C bình. Đó là 9 bình trừ cho 4 bình. Rồi, chúng ta bấm 9 bình thôi. Trừ 4 bình. Rồi, căn 65 là rút căn không được á. Rồi, chúng ta dùng phương trình chính xác của elip. Elip. Đó là nó có dạng là như thế nào? X bình trừ A bình. À. Cộng Y bình chia cho B bình 1. Cái này mình nghĩ là tương đương. X bình, A bình là 9 bình, là 81. Y bình chia B bình là căn 85 bình lên là mắc căn bằng 1. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi, tôi đi vào câu 2. Nay thì tôi cho giải cái đề của tỉnh ha, này giải đề thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, số giá trị nguyên của tham số M để biểu thức sau đây lớn không với mặt x, r. Rồi, thì A dương đúng không? Delta. Tại vì có những bạn nó cho âm là coi như là vô nghiệm nha. Vô nghiệm là rỗng đó, là không tồn tại. Cho nên thầy vẫn ghi chữ A, có nhiều giáo viên người ta không có ghi. Người ta chỉ ghi delta thôi. Rồi, ở đây mình tương đương. À, 2. Và delta là B bình. Trừ 4AC. Rồi, 2 dương, hiển nhiên là bỏ đi. Lấy cái dưới thôi ha.
m bình trừ 2m cộng 1 trừ 8 nhân m thành cộng 8m trừ 8 nhân 1 là trừ 8 m bình trừ 2m cộng 8m là 6m trừ 7 bán không. Rồi mình sẽ bấm nó hai nghiệm 1 6 trừ 7 ra 1 với trừ 7 ra 1 với trừ 7 trừ 7 đây 1 ở đây trong trái dấu nha, a của mình là 1 trong là trừ ngoài là cộng. Rồi mình lấy dấu âm là mình lấy chính giữa thì x mình lớn bằng trừ 7 bé hơn 1 m chúng phải là x chỗ này là m nè thì trừ 7 bé hơn m bé hơn 1 thì tương đương với m dùng dấu si ra. Rồi m sẽ thuộc những giá trị nguyên nè đó, đó là trừ 7 lớn trừ 7 là trừ 6 trừ 5 trừ 4 trừ 3 trừ 2 trừ 1 không hết đúng không, bé 1 không lấy số 1 vậy đây là có 7 giá trị nguyên suy ra có 7 giá trị nguyên mà. Vậy chúng ta chọn đáp án là A. Rồi đề này là của Thủ Đức nha, năm rồi đề này trên mạng có luôn nha, không có đáp án nha. Rồi, trách nhiệm hết cho em coi á, phát sáng chiều trễ để tôi coi rồi. Ngày mai chúng ta sẽ giải đề tỉnh ha, mình sẽ chọn hai đề hay nhất giải cho em. Hôm nay thì chúng ta chỉ giải đề thành phố đi đề thôi. Ngày mai là 1 giờ buổi chiều ngày mai học nha, toán. Rồi tìm hệ số của x mũ 8 trong khai triển này, thì a tức là x bình, b là gì, ax đúng không? Thì dùng công thức khai triển của những thức Newton bằng C5 chọc không A mũ 5 C5 chọc 1 A mũ 4 B C5 chọc 2 A mũ 3 B bình C5 chọc 3 A mũ 2 B mũ 3 C5 chọc 4 A B mũ 4 C5 chọc 5 B mũ 5. Chúng ta C5 chọc 0 là 1, x mũ 2 với mũ 5 là x mũ 10, C5 chọc 1 là 5, x mũ 2 là 4 là x mũ 8, 2x để lại C5 chọc 2 là 10, x mũ 2 mũ 3 là x mũ 6, 2 mũ 2 là 4, x mũ 2 C5 chọc 3 cũng là 10, x mũ 2 là x mũ 4, 2 mũ 3 là 8, x mũ 3 C5 chọc 4 là 5, x bình để lại 2x tất cả mũ 4 là 16, x mũ 4 C5 chọc 5 là 1, 2 mũ 5 là 32, x mũ 5 ở đây là x mũ 10, 5 nhân 2 là 10, x mũ 8 với x mũ 1 x mũ 9, 10 nhân 4 là 40, x mũ 8, 10 nhân 8 là 80, x mũ 3 với mũ 4 là 17, 5 nhân 16 là 80, x mũ 2 mũ 4 mũ 6, 1 32 32 x mũ 5. Rồi suy ra hệ số của x mũ 8 là 40, chúng ta chọn án D. Toán thì học sinh giỏi chúng ta từ từ làm cũng được nha, cũng cũng dễ thôi không khó đâu, thầy sẽ hướng dẫn em làm đơn giản, toán thì nó nhẹ hơn lý hóa, khi làm học sinh giỏi nhẹ tức là mình sẽ giải nhanh hơn nhiều. Cho mấy em làm mấy cái đề kỳ dưới giờ mình làm được cái đề số 10 mấy rồi đúng không, đề mấy rồi, ở đây là đề số 15 rồi không, làm tầm khoảng
25 đề đi, chúng ta hãy làm không giỏi ha, cũng chưa cần thiết lắm. Em rồi, một tổ có 3 kỹ sư và 7 công nhân, có bao nhiêu cách chọn ra một nhóm 3 người, sao cho trong đó có ít nhất là một kỹ sư. Có ít nhất là một kỹ sư, ví dụ là một kỹ sư thì 2 công nhân, 2 kỹ sư thì một công nhân, hoặc là một kỹ hoặc là 3 kỹ sư là không công nhân. Nhưng mà làm gì lâu, mình sẽ lấy tùy ý, mình trừ cho không có kỹ sư nó nhanh hơn nhiều, đúng không? Tức là số cách chọn bị nhanh hơn hai dòng, không không là một dòng thôi chứ không hai dòng. Rồi, mình cộng lại cái kia, cái này trừ là ra, đúng không? Số cách chọn 3 người tùy ý, một nhóm 3 người tùy ý thì đây có tổng cộng là 10 người, đúng không? Mình lấy 10 gặp 3. Đấy. Rồi, số cách chọn một nhóm 3 người, ba người thì đều là công nhân, tại vì có ít chiếc kỹ sư thì mình lấy là không có kỹ sư, là tức là đều là công nhân, là lấy 7 gặp 3. Rồi, vậy số cách chọn cần tìm là sẽ lấy C10 gặp 3 trừ cho C7 gặp 3. Rồi, mình sẽ tính ra nha. 10 gặp 3 trừ 7 gặp 3. 10 3 trừ 7 gặp 3 là 85. Rồi, cách thì chúng ta chọn lấy C. Rồi, chờ thầy 1 phút nữa nha. Thầy uống nước thế nha. À, tiếp nha. Một hộp chứa 10 tấm tấm thẻ được đánh dấu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rút ngẫu nhiên một từ hộp đó một tấm thẻ. Xét biến cố, rút được thẻ ghi số nguyên tố. Mô tả biến cố. Số nguyên tố là mình không nhớ là thua. Nhắc lại số nguyên tố này. Là số lớn hơn 1. Nha. Là số lớn 1 nha. Chỉ có duy nhất hai ước là 1 và 9 nó. Tức là nó chia được cho 1 và 9 nó. Thì gọi là số nguyên tố. Được chưa? Cho nên mình sẽ thấy là nó lớn 1 là từ số 2 được nè. Số 3 được nè. Số 4 được. Tại vì 4 chia cho 1, cho 2, cho 4 là 3 số là cũng được. 5 được nè, 6 không được thì 6 chia 1, 2, 3, 6 luôn là không được. 7 được, chia 1 với 7 thôi. 8 không được, 8 là 1, 2, 4, 8. 9 cũng được, 9 là 1, 3, 9 là 3 cũng được ha. 10 cũng không được luôn. Như vậy mình hiểu đó, cái tập hợp E của mình đó, là nó gồm 2, 3, 5, 7 đó, 2, 3, 5, 7. Cái này là kiến thức của lớp 6 nha. Cái gì cho nên nó hỏi bất kỳ cái gì luôn bạn, được chưa? Quan trọng là mình có nhớ nổi không, đi thi là phải học hết. Cho nên mấy bạn làm nhiều đề nữa, bạn làm thêm học sinh giỏi nữa thì nó thật sự đây lớp 12 mấy bạn mà đi thi mà dưới 9 điểm là nó mới là chuyện lạ đó. Tức là môn nào mấy bạn cũng phải đạt trừ 9 cho lên. Tại vì đề thi đại học là nó thua với mấy cái đề nâng cao, học sinh giỏi mình rất là nhiều.
Biểu thức nào sau đây có bảng xét dấu như thế này? Thì mình nhìn vô bảng xét dấu mình để ý cái gì? Để ý là cái chính giữa nè, nó có hai nghiệm đúng không, và chính giữa nó là cái dấu da. Cho nên ở đây chúng ta dựa hay là fx à, bằng không có hai nghiệm là trừ 3 và 4, và hệ số a bị âm đúng không, bởi vì nó trái dấu, trong nó trái dấu là trong nó phải dương. Cho nên đây mình sẽ loại đi được hai đáp án b với c là à, rồi chỉ còn hai đáp án thôi đúng không, thì a buộc phải là âm rồi, vậy mình chọn b là chọn c. Thì bây giờ mình sẽ xét cái b á, là fx này nó bằng không à, nếu mình bấm ra hai nghiệm là ok, còn bấm ra không hai nghiệm thì mình xét đáp án kia nè, là 1 trừ 1 trừ 12, đó là ra 4 với trừ 3 x bằng trừ 3 với 4. Thỏa không? Thỏa. Nhận không? Nhận. Rồi, chia ra C, B nhận. Ủa, trên nãy là loại A âm đúng không? A âm. Cho nên loại C, B với C. Đúng rồi. Thì 7, 7, 7, 7. Hồi nãy là trong dương thì A phải là âm. A âm thì loại B với C đúng không? Vậy này là xét nhầm. Loại B với C phải xét A chứ. A bằng không. À, bấm máy lại nha, là trừ 2 trừ 2 24 là ra 3 với trừ 4 x bằng 3 hoặc x bằng trừ 4 là loại đúng không, là A loại. Làm luôn đáp án D cho em xem, tức là D chắc chắn nó phải có hai nghiệm đó ha. Rồi bấm ra là 2 trừ 2 2 24 ra 4 với trừ 3 đúng chưa, x bằng 4 học x bằng trừ 3, nhận không, nhận. Rồi chọn D. Mấy em học là học 3 chương trình đúng không, đây là đề được của các tỉnh thành phố mình. Và nếu mình chỉ giải mấy cái đề thành phố là chỉ học một chương trình thôi. Rồi tổng các nghiệm của phương trình, tức là mình tính ra nghiệm mình cộng lại đúng không, thì đây mình giải phương pháp là gì, bình phương hai vế của phương trình đó. Phương trình ta được 3x bình trừ 5x trừ 4 bằng 2x bình cộng 7x cộng 5. Rồi tới đây chúng chuyển qua một vế trừ 2x bình trừ 3x trừ 5 bằng 0. Ta rút gọn lại 3x bình trừ 2x bình là x bình, trừ 5x trừ 7 là trừ 8x, trừ 4 trừ 5 là trừ 9 bằng 0. Đó, rồi chúng ta bấm máy ra hai nghiệm, mod 9 2 2 1 trừ 8 trừ 9, 9 với trừ 1 x bằng 9 hoặc x bằng trừ 1. Rồi. Sau đó chúng ta thay các giá trị trên vào phương trình, ta thấy là bây giờ mình sẽ thay vô, tức là mình có thể là dùng cái máy tính để kiểm tra ha, 3 bình trừ 5x trừ 4, 3x bình trừ 5x trừ 4, là mình chuyển qua trừ cho cái căn, nếu nó ra bằng không là đúng, 2x bình cộng 7 cộng 5 dùng tiếng for, đầu tiên là 9 ra không là đúng, và tiếp theo là trừ 1 không luôn, cho nên ta thấy hai này đều thỏa mãn đó. Vậy mình tính là tổng các nghiệm của phương trình là lấy 9 cộng ra trừ 1 là nó sẽ là 8. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rồi chúng ta đi vào câu 8. Trong mặt phẳng OXY, phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?
À, bây giờ mình biết nè, phương trình của đường tròn có hai dạng đúng không? À, những phương trình đường tròn C là tỏ dạng này, đó là x bình, hiểu không? X bình còn y bình trừ 2x trừ 2bi cộng c bằng không, với cái điều kiện là gì? A bình cộng b bình trừ c phải là dương. Tức là có thể là bài toán này nó sử dụng điều kiện để nó loại và sử dụng cái dạng của phương trình để nó loại. Vì mình thấy cái câu A này nè, câu A này mình nói mình loại là sai. Vì sao? Vì mình có thể chia được cho hai. Câu B này là được luôn, con C được. Thì có câu D là 4x bình với này thì không thể chia, tại vì x bình với y bình phải là tỷ lệ với nhau. À, còn 1 với 4 mà không thể chia ra được, cho nên ở đây á, em chỉ loại được một đáp án thôi. Đó là D em loại. Còn bây giờ mình sẽ xét cái đáp án A này. Xét A là hàng này. Thì mình sẽ chia hai vế cho hai. Được chưa? Tức là x bình cộng y bình. Chia 2 thì trừ 4x, chia 2 là trừ 2x. Rồi 5 chia 2 là 5 phần 2y. Trừ 1 chia 2 là 1 phần 2. Đó. Rồi mình sẽ đồng nhất hai vế. Đúng không? Đấy. Trừ 2a nó bằng là trừ 2, trừ 2b nó bằng là 5 phần 2. Mấy bên này không thể dễ nhanh được nha. C là bằng trừ 1 phần 2. Đó, nói chung là trắc nghiệm thì trắc nghiệm, nhưng mà có những cái câu mà mình không thể nào dễ nhanh được. Đấy. Rồi. Đây là đề của năm rồi. Còn ví dụ vài bữa nữa mà nó có ra mấy cái trường mà nó thi sớm, nó ra đề nào mới thì cho làm cái đề đó luôn. À, trừ 5 phần 4 chia xuống trừ 5 phần 4 đúng không? C mình trừ 1 2. Bây giờ mình phải suy ra điểm A bình cộng B bình cộng trừ C. A bình là 1 bình cộng trừ 5 phần 4 bình trừ cho trừ 1 phần 2 bình. Thì bấm máy là bình phương, mình không cần bấm dấu trừ đâu, đúng không? À, 1 bình nè cộng 5 phần 4 bình phương là 25 phần 16 luôn. Đấy, trừ cho 1 phần 2 bình là 1 phần 4. Đấy, là nó ra 37 phần 16. Dương. Đấy, vậy mình quy ra A nhận. Nhưng mà mấy kia sao loại? Lỡ tôi làm luôn nè, lỡ như mấy bạn nói lỡ mấy kia nó đúng, không có đúng đâu. Chắc chắn nó sai. Nhưng nó đúng, tại vì nó hỏi đây là phương trình nào đường tròn thôi. Vậy này đúng không? Thì mình suy ra nè, đồng nhất nha. Đó. Xét B. Đây, nha. Này copy nó lâu quá. Ở đây mình sẽ cho là trừ 4. B là 2. Và C nó bằng là 5. Ở đây mình sẽ giải ra A nó sẽ bằng là 2. B nó bằng là trừ 1. Và C nó bằng 5. Đó, mình sẽ A bình cộng B bình cộng C. 2 bình cộng cho trừ 1 bình trừ cho 5 thì nó bằng 0. Cho nên B loại. Rồi, test C luôn cho em xem luôn nha. Rồi. Đó, mình đồng nhất với nhau. Chưa? Ra đi thi đâu ai làm giống như thầy đúng không? Nhưng mà ở đây đang dạy cho hiểu á. Mình phải hiểu đi rồi sau đó tự nhiên mình biết cái cách để làm cho nó nhanh, chứ đừng có học mấy cái phương pháp nhanh nhanh thì chỉ mấy ông nó chỉ mấy giây rồi này nọ, học mấy đó còn chết luôn, mấy đó làm em tẩu quả nhập ma luôn rồi, giống như luyện công. Học mấy cái tà đạo đó là không có được, mà hiểu ha, đừng, nó chỉ đúng cho một số trường hợp thôi. Rồi ở đây nè, hai bình là 4, 4, 8, 0 cũng không phải luôn, phải lớn không được đúng không? C loại, nói gì chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Ha. Thấy không? Nó gài bẫy hay không? Bẫy sợ hai cái câu A nó không giống phương trình, cuối cùng nó lại sao? Nó lại là chọn, nó thêm hai vô. Còn mấy cái này giống vậy đó mà không? Ha. Thì nó cũng phải gài vô. Rồi, hiểu chưa? Học là học phải cho tới luôn đó nha, học là hiểu sâu sắc luôn á. Sau này mình lên lớp 11 cũng vậy, làm những cái đề y vậy đó,
làm học sinh giỏi rồi năm cái năm tiếp theo lớp 9 của thầy lứa nó đi lên lớp 10 á thì có những cái đề mới đó thầy sẽ gửi qua mail cho mấy em tự tham khảo tự xem á, cứ ông tới ông lui hoài rồi tới lớp 12 là đi thi rồi chắc từ ăn chắc là 9 điểm một môn à. À, vô đại học nào hầu như cũng đậu vậy. Rồi toán lý quá thôi nha, mấy bạn khi có khác thì mình phải tự ôn đi. Trong một thằng OT cho tham gia ABC có 3 điểm, tìm tọa độ trọng tâm G thì dễ rồi đúng không? Đó, G là trọng tâm của tam giác ABC thì mình sẽ dùng cái công thức trọng tâm trung bình cộng nha, của tọa độ XG XA cộng XB cộng, mình học mấy cái này là nữa là lớp 12 bạn hiểu không? Nó y chang vậy đó. Nhưng mà nó thêm vô một cái tọa độ nữa là Z, ví dụ XY thì thêm Z vô nữa là không gian, nó y chang vậy luôn mà. Tức là bạn nếu mà bạn giỏi ở lớp 10 rồi lên lớp 11, 12 nó cũng giống hệt vậy. Tức là nó tổng hát hóa lên thôi. Được chưa? Rồi đây là 11. 11 trừ 8 là ra là 3. Đúng không? Rồi chia 3 là ra 1. Rồi YG. YA. YB. YC. Chia cho 3. YA là trừ 1. YB là 2. YC là 8. Chia cho 3. Ở đây là 10. 10 trừ 1 là 9. 9 chia 3 là 3. Thì mình chia ra G là 1, 3. Đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. À, tôi đi vào câu 10. Dùng công thức nhị thức Newton để khai triển. Khẳng định là sau đây là sai. À, công thức để khai triển thì cái này dễ là khai triển ra. Nha. Nhưng mà cái này mấy bạn phải chú ý là mấy bạn phải để 5 cộng trừ x. Tại A là 5, B là trừ x, đúng không? Rồi, C5 chọc con, A mũ 5. C5 chọc 1, A mũ 4. B C5 chọc 2, A mũ 3. B bình C5 chọc 3, A mũ 2, B mũ 3. Này bình nha. Rồi. C5 chọc 4, A, B mũ 4, C5 chọc 5, B mũ 5. Rồi, C5 chọc 0 là 1, 5 mũ 5, bấm máy ra, 5 mũ 5, bằng 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, C5 chọc 1 là 5, rồi, 5 mũ 4, là 6, 2, 5, 6, 2, 5, trừ x. C5 chọc 2 là 10, đúng không? 5 mũ 3 là 125, trừ x bình phương là mất dấu trừ. C5 chọc 3 cũng là 10, 5 mũ 2 là 25, trừ x mũ 3 là còn lại dấu trừ, mũ lẻ là còn nha. C5 chọc 4 là 5, trừ x mũ 4 là mất dấu trừ. C5 chọc 5 là 1, trừ x mũ 5 còn lại dấu trừ. Rồi. Vậy đây là ra là 3, 1, 2, 5. Rồi 5 nhân 625 là 3125, nhưng mà có dấu trừ. 3125 x 150 x bình trừ 1250 x mũ 3 25 x mũ 4 trừ 5 x mũ 5. Rồi mình hỏi khẳng định là sau đây là sai. Giờ mình xem từ đáp án nè, hệ số x bình là 1250 là đúng. Khai triển này có 6 số hạng là đúng. Số hạng thứ nhất là 5 mũ 5. Đúng rồi đó, 5 mũ 5 á là mình bấm máy ra là 3 1 2 5 đó. Đúng. Hệ số x mũ 5 là 1 và sai là -5. Thì trong các đáp án này thì chỉ có đáp án D là sai thôi. Vì hệ số của x mũ 5 là -5. À. À, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D sai. Rồi. Ta sẽ đi vào câu số 11. Một người muốn mua vé tàu ngồi từ Sài Gòn đi Phú Yên, có 5 chuyến tàu mỗi ngày, SE8, SE, nói chung là 5 cái SE này à, khác nhau. Thì cái giờ nó sẽ khác nhau, đều đi đến từ Sài Gòn Phú Yên nhưng mà nó sẽ có những cái giờ khác nhau, đúng không? Trên mỗi tàu có hai loại vé ngồi khác nhau. Tức là một ví dụ tàu đầu tiên là có hai loại vé.
là vé cứng và vé ngồi mềm. Ngồi cứng là vé này nó rẻ hơn ngồi mềm, mềm tức là có thể là nằm được á. Rồi thầy cũng từng đi tàu thì biết ha, hỏi có bao nhiêu loại vé khác nhau có thể lựa chọn, dễ quá là đúng không? Tàu nhất có hai năm cái cộng lại thôi, chốt cách chọn đó. Một vé là tức là dùng cái tác cộng rồi đúng không, cái nào cũng được đấy, bằng 10. Rồi chọn án C. Rồi chúng ta đi vào câu số 12. Màn hình radar tại trạm điều khiển không lưu được thiết lập hệ trục OSI đó, với vị trí trạm có tọa độ là 00 và radar có bán kính là 500 km. Một máy bay khởi hành từ sân bay lúc 8 giờ cho biết sao giờ máy bay có tọa độ được cho bảy vị thức như thế này. Tức là 8 giờ là khi ứng với tức là mốc thời gian đúng không? Rồi lúc mấy giờ thì máy bay vừa ra khỏi tầm hoạt động của radar? T làm tròn T đến hàng phần trăm. Hàng phần trăm là sao? Tức là hai chữ số phân đó, 1 chia 100 là thấy hai chữ số phân nha, là ví dụ 0,03 là gì đó, sao dấu phẩy hai số. Rồi như vậy cái biểu thức nó cho nè, mình hiểu ha, là 00 tức là sao, nó nói nè, một bắt đầu là màn hình radar tại trạm điều khiển không lưu thiết lập tọa độ OSI với vị trí trạm có tọa độ là 00. Rồi vị trí chạm nha có tọa độ là 00, tức là x bằng 0, y bằng 0, hiểu ha? Để coi cái đề góc nó lại coi, x là 0, y là 0 đó. Radar có bán kính hoạt động là 500 km. Rồi, đúng không? Coi cái này đi. 50 km. Một máy bay khởi hành từ sân bay lúc 8 giờ cho biết sao tê giờ. Sao tê giờ nha. Đó. Máy bay có tọa độ được xác định bởi như thế này. Sao tê giờ. Rồi, lúc mấy giờ thì máy bay rượt ra khỏi tầm hoạt động của radar. Tức là ở đây mình hiểu là như thế nào, sao khỏi tầm hoạt động của radar. Rồi như vậy ở đây là cái radar là 00, bán kính là 500, như vậy nó sẽ thuộc cái đường tròn tâm 00, bán kính là 500, hiểu không? Rồi như vậy để nó khỏi tầm hoạt động của radar thì cái khoảng cách từ cái tâm này nè, đúng không, một máy bay tức là cái trạm phát sóng đúng không, một máy bay khởi hành từ sân bay radar điều khiển không lưu thiết lập vị trí trạm có tọa độ là, rồi cho biết sao tới giờ máy bay có tọa độ. Rồi như vậy sao tới giờ máy bay có tọa độ là như thế, như vậy như thế nào đây, để nó không nó vượt ra khỏi cái tầm hoạt động của radar thì mấy bạn hiểu như thế nào, tức là cái khoảng cách từ ô cho đến cái điểm này nè nó phải lớn hơn bán kính, lớn hơn bằng bán kính đúng không, tức là vừa ra khỏi tức là nó vừa bằng, xảy ra dấu bằng, thấy không à? Là ô cái điểm này thuộc cái này nè đó, sẽ ra dấu bằng cho nó bằng bán kính là mình giải ra là sao, hiểu ha? Đấy, nói chung nó cũng không khó cho bạn, mình không hiểu cái bản chất nó là làm không có được đâu. À, bạn hiểu không, tức là mình gọi nè, gọi cái điểm M đi ha, đó, gọi điểm M đó là vị trí của máy bay, hiểu chưa, vị trí của máy bay. Thì ta suy ra M có tọa độ là x của nó là 1 200 t, y của nó là 118 t,
Thì mình nói nè, để máy bay vừa khỏi tầm hoạt động của radar khi khi và chỉ khi OM nó bằng bán kính, hiểu không? OM làm lấy M trừ cho O, mà O là không không, vậy là lấy là 1 cộng 200 t bình phương cộng cho 118 t bình phương, nó sẽ bằng là R bình phương. Oh, R này là mình hiểu là 500 luôn cho rồi đi, hiểu không? 500 bình phương. Rồi cái bài này khai triển bình phương 500 thôi, rồi sau đó mình mới bình phương hai vế. Một mình là một, hai nhân một nhân 200 là 400 t. Rồi 200 bình phương là mình hiểu không? 200 mình không biết, mình bấm bình phương ra là 4 nhân 4 số 0, 4 với 4 số 0 đúng không? T bình cộng 118 bình phương 13924 t bình phương 500 bình phương, 500 bình phương bấm ra luôn đi là 254 số 0 đúng không? Rồi ở đây mình rút gọn đây nè, 40.000 đúng không? Cộng cho 13924, 3924 nó bằng là 53924 t bình cộng 400 t, rồi 254 số 0 trừ 1 nó bằng là 24 2499. Thì bấm máy ra. Rồi 53924 400 24 24 3 gì 24 4 số 9. Rồi cái này vô nghiệm hết ta, để coi lại nha. 1 cộng 200 đúng không? Đúng rồi. Lúc mấy giờ thì máy bay vừa khỏi tầm hoạt động của radar? 1 cộng 200 bình phương cộng cho 118 bình phương. Rồi. Bằng 500. Đúng rồi. Tính lại coi, 1 2 nhân này là 400 t. Rồi 22 là 4, 4 số 0 đúng rồi, t bình. Rồi 118 bình phương. Cho nó ra vô nghiệm đâu có được. 118 bình phương. 13924. Rồi 555 4 số 0 đúng rồi. 13924 cộng cho 40.000 là 53924. Rồi 400 t đúng. 1 trừ cái này dấu trừ, bởi vì sai dấu trừ nên không, lấy 1 trừ cho này là dấu trừ. Rồi bấm máy 19922 53924 400 trừ 24. Đề này không có đáp án, nhưng có thì sau cho em à, nó kêu làm tròn đó, hàng phần trăm là hai chữ số nè, 149 là hình là 15 à, t bằng 2,15 đúng không? T bằng trừ 2,15 đó không? Đúng rồi. Rồi t đâu có ăn. Rồi t bằng 2,15, tức là ta có nè, t bằng 2,15 giờ đúng không, là 2 giờ cộng 0,15 giờ. 2 giờ 0,15 là mình lấy đổi ra phút, tức là 0,15 nhân 60 phút, tức là 2 giờ 0,15 nhân 60
Nó bấm máy ra là 9 phút. Vậy lúc mấy giờ đó, thì mình cộng lúc xuất phát mình là 8 giờ đúng không? Vậy máy bay vừa khỏi tầm hoạt động của radar lúc 8 giờ cộng với 2 giờ 19, 2 giờ 9 phút, tức là đây có 2 giờ, bằng này là 2 giờ 9 phút, là hành 10 giờ 9 phút. Ủa? 8 giờ T đang bị là giờ đúng không? Sao kỳ ta? À, đáp án này bị coi bị thì bị đánh máy sai rồi. À, đây nè, đây mới đúng này nha. Giờ là đánh máy bị sai nha. Thì copy cho nó nhanh, nó bị trùng. À, sửa lại cái đáp án thôi. 9:39, này là 2:09 phút. À, này là 10:09 phút. Ở này là 12:09 phút. Copy thì quên sửa lại đó, hiểu không? À, con 12 sửa lại ha. Nói chung là công việc thầy cũng nhiều lắm các bạn, không phải là dạy có một lớp không, online không là thầy dạy rất là nhiều lắm. Thầy còn dạy trực tiếp nữa cho nên nó cũng mệt lắm, nhiều lắm chứ không phải lắm, cho nên nhiều khi thầy cũng không có thời gian để đọc lại cái đề các bạn. Rồi vậy mình sẽ chọn là 10:09 phút là đáp án C. À, tôi đi vào con số 13. À, trong một khoảng tọa độ oxy cho đường tròn như thế này, tâm của nó là đổi dấu lại là 3, 1, bán kính là căn 10. Nó nghĩa là phương trình tiếp tiến của C tại điểm A. Thì chúng ta biết rồi, cái đường tròn chỉ cần tìm tâm thôi. À, đường tròn này là có tâm. Y, 3, 1, thì phương trình tiếp tiến. À, phương trình tiếp tiến của C tại điểm A. Tiếp tiến của C có tâm tại điểm A là theo như công thức là cái gì? Đây, nếu mình quên mình coi lại. À, A ý chỉ zero, à, B ý chỉ zero, tức là thấy zero xuất hiện nhiều không? Đứng phía sau thì nhớ lấy cái điểm là trừ cho cái điểm hết, nên còn cái y là cái tâm. À, thì chúng ta dùng thức này, để nha. Tức là ở đây đặt tiếp tiến là D đi. Tâm của mình đã là 3 ít chữ ít zero. Zero của mình là A là 44. Đúng không? Đấy, tâm y đây nè. 3, 1. Và mình lấy là gì? 3 trừ cho tâm là tâm gì? Tâm là A là nó nhiều hơn đúng không? Tâm là chỉ có 1 thì mình lấy là 3 trừ cho 4 x trừ cho x 4 cộng 1 trừ cho 4 y trừ cho 4, hiểu không? Rồi tương đương cái D, 3 trừ 4 là trừ 1 là trừ x cộng 4, nhân vô luôn ha, 1 trừ 4 là trừ 3 là trừ 3 y cộng 12 bằng 0. Thì lấy cái đẹp mình chuyển nhiều với bên phải đi, là x cộng 3y trừ 16 bằng 0. Đó, vậy mình sẽ chọn đáp án là B. Rồi, chúng ta đi vào câu số 14. Một hộp chứa 6 quả cầu đen được đánh số từ 1 đến 6 và 9 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 9. Đen là có 6 thôi, mà đỏ là tới 9 nè. Có bao nhiêu cách chọn hai quả cầu sao cho hai quả cầu khác màu nha, và tổng hai số ghi trên hai quả cầu là số chẵn. Như vậy thì sao? Chẵn là tổng hai số là số chẵn thì buộc á là phải một thằng chẵn và một hai thằng chẵn, hoặc là hai thằng lẻ, chứ thằng chẵn thằng lẻ không được. Tức là mình hiểu là 1, 2, 3, 4,
5, 6 thì ghi cho biết vậy thôi nha. Cái này màu đen. Chưa? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì ở bên đây có bao nhiêu số chẵn? Ồ, thì mình xét cái trường hợp 1 này. Tức là hai quả cầu khác màu. Làm luôn cho gọi đấy ha. Chốt cách chọn hai quả cầu khác màu. Không? Hai quả cầu khác màu cùng cùng lẻ hoặc là cùng chẵn cùng lẻ chứ đi ha, cùng chẵn đi. Cùng chẵn thì trên có mấy số chẵn? 2 4 6 có 3 số chẵn. Mình chọn ra một quả. Đúng không? Là C3.1. Ở dưới có mấy số chẵn? 2 1 2 2 4 6 8 là 4. Mình chọn ra một là C4.1. 3 chụp 1 là 3, 4 chụp 4, 3 x 4 là 12. À, cách. Rồi, sau cái chọn hai quả cầu khác màu, cùng lẻ. Rồi, đây lẻ đúng không? Là 1, 3, 5 là 3 số. Còn đây là 1, 3, 5, 7, 9 là 5 số. Cho nên ở đây mình sẽ lấy là 5. Đúng không? 3 chụp 1 là 3 x 5 là 15. Hiểu ha? Đấy. Đúng chưa? Tại vì nó yêu cầu là bao nhiêu cái chọn hai quả cầu. Đó, sao cho hai quả cầu khác màu. 1 đến 6 là 1 đến 9 đúng không? Rồi, tổng cho hai số ghi trên hai quả cầu á là số chẵn. Phải kiểm tra lại coi, này là 12 chứ, đúng không? Rồi. Thì số 1 bây giờ phải kỳ kỳ. À, vậy số cách chọn cần tìm là cái trường hợp nào cũng hoàn thành nhiệm vụ không? Dùng quy tắc cộng nha. À, 12 cộng 15 là 27 cách. Thì chọn đáp án là D. Cái này gì chứ khó nha mấy bạn. Thấy vậy chứ cái phần này là bạn hiểu không? Trên trường mà nhiều giáo viên dạy mấy bạn mà không tới đó, mấy bạn không có biết cách làm đâu. Những bài dễ thôi chứ những bài mà khó khó là mấy bạn không hiểu đâu. Bạn không có cơ sở mà mấy bạn đi thi sau này là bạn không làm được. Rồi khai triển cái này ra thì A là dễ đúng không, thì làm nhanh cái này quá quen đúng chưa. A là 2x, B là 1. Đó đáp án là C4. C4 chập xong A mũ 4, C4 chập 1, A mũ 3, B, C4 chọc 2, A mũ 2, B bình, C4 chọc 3, A, B mũ 3, C4 chọc 4, B mũ 4, C4 chọc 0 là 1, 2 mũ 4 là 16, x mũ 4, C4 chọc 1 là 4, 2 mũ 3 là 8, x mũ 3, C4 chọc 2 là 6, 2 mũ 2 là 4, x mũ 2, 1 bình là 1, 4 chấm 3 cũng là 4, 2x mũ 3 là 1, 4 chấm 4 là 1, 4 là 1. Rồi, vậy đây là 16x mũ 4, cộng 32x mũ 3, cộng 24x bình, cộng 8x cộng 1. Rồi, 16x mũ 4, 32x mũ 3, 24 bình, 8x 1 là đáp án D. Rồi, chúng ta đi vào câu số 16. Trong hộp có 5 quả bóng được đánh số từ 1 đến 5. Xét phép thử lấy ngẫu nhiên cùng lúc hai quả. Xét biến cố số ghi trên hai quả bóng lấy ra đều là số nguyên tố. Vậy từ 1 đến 5 hiểu không? 1, 2, 3, 4, 5. Số nguyên tố là số nào? 2, 3, 5. Hiểu không? Như vậy mô tả biến cố tức là lấy hai quả thì có thể là 2, 3, 2, 5 hoặc là 3, 5. Vậy là chúng ta chọn đáp án là 2, 3, 2, 5, 3, 5. Chọn đáp án là G. Được chưa? Đây thì là đáp án là B. Nha. Đấy. Cái này chọn B luôn cho rồi. Hiểu ha?
Những kiến thức căn bản của cấp 2 rất là quan trọng nha. Thấy vậy là kêu bạn học rồi, sau này bạn lên lớp sau thì lớp 11 rất là quan trọng. Tại vì không có mấy này mấy bạn không làm được mấy cái lớn hơn. Dù bạn quên số nguyên tố là vô rồi. Rồi, giống như quên cái tính chất hay số chẵn hay số lẻ, cộng lại là chẵn lẻ cũng là vô luôn. Những cái đó là cái căn bản tiểu học thôi. Là từ các chữ số 0, 1, 2, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó đều lẻ thì dễ rồi đúng không? Số lẻ ở đây thì phải là 1, 3, 5 có ba số rồi. Hệ số tự nhiên có hai chữ số. Hai chữ số mình không yêu cầu khác nhau nhé. Chúng ta gọi đúng không? Số có hai chữ số cần tìm là AB. Cái này rất là quen. Bài này không có dùng được mấy công thức chỉnh hợp tổ hợp đâu. Là số tự nhiên cần tìm. À, chỉnh hợp tổ hợp là chỉ dùng cho khác nhau thôi, còn ví dụ trùng nhau là không dùng được, đúng không? Chỉ số cách chọn nha. À, làm theo là 1, 3, 5 thì có 3 số lẻ đúng không? Chọn số nào cũng được, có 3 cách chọn. Ví dụ chọn số 3 đi. Rồi nhưng mà số 3 không có bỏ, cho nên được chọn lại. Rồi số cách chọn B cũng vậy. Được chưa? Cũng là 3. Rồi vậy số các số cần tìm là nhân lại, dùng quy tắc nhân. Tại vì trình bày theo tự luận là như vậy đó. Đây nữa, ví dụ có liên quan tự luận thì mình trình bày giống vậy đúng không? Nhưng mà cái tương lai mình thì ta không cần phải biết tự luận hay là trắc nghiệm, cái vấn đề là chúng ta có hiểu để làm được không thôi, đúng không? Hiểu được thì cái tự luận nó cũng không có nhiều thời gian đâu mình trình bày nha, quan trọng là có hiểu được không. Hiểu là em sẽ làm được rất là nhanh, còn không hiểu thì một tháng chưa ra. Rồi câu 18. Một thùng có 7 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm loại 1, 5 sản phẩm loại 2. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, xác suất để lấy được 3 sản phẩm cùng loại. 3 sản phẩm cùng loại thì biết là nếu loại 1 là không có đủ 3 sản phẩm. Cho nên để sản xuất được 3 sản phẩm cùng loại là buộc phải lấy 3 sản phẩm loại 2. Thì cái đó chính là cái biến cố. Còn không gian mẫu là 7 chọn ra 3. Ha. Tức là chúng ta có là không gian mẫu. À, N omega đó, là mình dùng là C7 chập 3 đó, và mình gọi A là biến cố đó, được chưa? Ba sản phẩm được lấy ra cùng loại ha, lấy được ba sản phẩm cùng loại rồi thì mình suy ra là phải số khả năng xảy ra A là NA. À, là ở đây 5 5 sản phẩm loại 2 đúng không? Đó là C5 chọn ra 3. Rồi vậy xác suất xảy ra A là đó, theo công thức là BA bằng NA chia cho N omega. Rồi chúng ta sẽ lấy là C5 chập 3 chia cho C7 chập 3. Rồi bấm máy ra. 5 chập 3 chia cho 7 chập 3. 2 phần 7. Rồi chúng ta sẽ chọn là bán B. Hiểu ha? Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào câu số 19. Buổi trưa này nóng lắm, cho nên thầy dạy tí, thầy khát nước, thầy uống nước. Phải cho thầy uống nước 1 phút nha.
Rồi, tiếp ha. Xét phép thử có không nhân mẫu omega và a là biến cố của phép thử đó. À, tốt điểm là sao đây là sai. Thì cái xác suất á, khi mà bằng không á, thì cái đó gọi là ví dụ a là biến cố, là biến cố xác suất bằng không thì a ta gọi là biến cố không thể. Giống như mình gieo con xúc xắc mà để nó xuất hiện mặt 7 chấm là không thể, cho nên cái NA nó bằng không á, cho nên chia cho N omega là 6 là không. Còn xác suất là có thể, ví dụ là như nào, tức là gieo con xúc xắc là số số mặt xuất hiện là lớn hơn một, bé bằng 6 là luôn luôn xảy ra, cho nên NA nó bằng một, NA nó luôn luôn là luôn luôn xảy ra như thế đúng không, thì số khả năng xảy ra A là 6, NA cũng là N omega cũng là 6, cho nên chia nhau nó bằng một á, hiểu nha. Rồi thì con này đúng, còn nếu nó ra cái khác thì nó chạy từ không đến một thôi. Thì BA bằng không khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn. À, biến cố chắc chắn là không phải, BA bằng một mới biến cố chắc chắn, còn A bằng không là biến cố không thể. Còn những cái BA mà lớn một bé không, anh nhớ nha, BA mà bằng không ta gọi là biến cố, A là biến cố á, A là biến cố không thể. Còn BA mà bằng một á thì chia A là biến cố chắc chắn. Cái này giờ là cấp 2 nó học hết rồi bạn. Giờ cấp 2 là nó học hết mấy cái xác suất nè. Nhưng mà nó làm dễ chứ không khó giống mình. Nó làm mấy cái cơ bản thôi. A là biến cố có thể. Nó có 3 loại biến cố. Rồi, vụ câu B là sai nhé. B là sai. Đó, cho nên ở đây mình kiểu là B là sai. Vì BA bằng không. À, là biến. Chia ra A là biến cố không thể. Còn mấy kia đúng hết á. Rồi. Xác suất xảy ra là bằng 1 trừ xác suất không xảy ra, tức là phủ định của nó là đúng. Rồi, xác suất của biến cố A công thức là như này đúng. Nói chung là chọn án B. Rồi, nó đi vào câu 20. Bạn Hoàng có 5 chiếc áo khác nhau và 3 kiểu quần khác nhau. Hỏi Hoàng có bao nhiêu cách chọn một bộ quần, một gồm một quần và một bộ gồm một quần và một áo, như vậy không? Quần là bao nhiêu? 5. Cái này là chúng ta không thể chọn một lượt được, phải đi qua nhiều giai đoạn nha. Chúng ta phải dùng nguyên tắc nhân, như đi tới quận nhất. Rồi 5 với 3 nhân lại thôi. Thì số cách chọn này. À, cách chọn một cái quần là 5. Rồi tiếp theo là số cách chọn một áo là 3. Rồi vậy số cách chọn một bộ, vậy số cách chọn cần tìm là đi, chọn nha, 5 nhân 3 là 15, chọn C. Rồi chúng ta đi vào câu 21. Một đề kiểm tra thường xuyên môn toán, môn toán là thêm di toán nữa ta, 21 đó. Biết tôi đánh máy không bị nhầm không? À, nó cũng đánh, nó đánh nhầm thì copy nhầm theo mình. Yeah. À, môn toán có 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng và mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Y chang đúng không, giống như vậy nè. À, mỗi câu có 4 phương án trả lời mà, và nếu đúng được 1 điểm đúng không? Đó, một phương án mà trả lời đúng được thì 1 điểm, còn sai là 1 điểm. Rồi tính xác suất để học trả lời gì, tính xác suất để học sinh tham gia, trong đó tính xác suất để học sinh tham gia làm bài từ 8 điểm trở lên. Phải ghi nhầm nhé, cái này đã tính xác suất để học sinh, học sinh để học sinh tham gia làm bài từ 8 điểm trở lên. À, này đánh máy nó bị nhầm thôi nha, thì copy không chứ đánh gì đâu, cho nó nhanh. À, có những cái đề mà chụp hình đó thì buộc phải đánh máy thôi, những cái đề như này nó cho copy, copy nhưng mà phải chỉnh sửa lại chứ đâu phải là copy ra đâu, các bạn hiểu không? Toán là copy cũng được,
Đấy, giống như gì nè, cái gì bạn thì bạn nghĩ copy nó ra không, nguyên cái này nè không có ra đâu nè, nó chỉ ra cái chữ thôi. Ví dụ thể dục đó ra gì đó sao, phải đánh máy là hết, chỉ có những cái chữ mới đánh, mới copy được. Còn toán học là thua nha, toán học không có bị được, cũng không có một bất cứ một người nào mà làm được cái chuyện đó, tức là không có phần mềm là mình đã giải mã được toán học, chỉ có chữ thôi. Rồi một đề kiểm tra thường xuyên môn toán có 10 câu, rồi mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có một đúng đúng không, xác suất để học sinh được tự làm bài được 8 điểm trở lên. 8 điểm trở lên là bây giờ mình hiểu nè, tức là không gian mẫu n omega đó đúng không. Thứ nhất, câu thứ nhất là có 4 phương án trả lời là 4 cách chọn. Đúng không? Đi từng câu cái đâu phải là đi hết được. Phương án thứ hai là 4. Phương án 3 là 4, tới 10 câu là cũng là 4, tức là 10. Cái này là 10 số 4 ha. Đó là bằng 4 mũ 10. Đúng không? Đó. Rồi. Mình sẽ gọi A là biến cố. Đó, tức là học sinh tham gia làm bài từ 8 điểm trở lên. Thì như thế nào? Từ 8 điểm trở lên. Ủa tôi ghi cái này bị nhầm nè. Hai cái 4, 6, 3 là giống nhau quá vậy. Cái này là 4, 3, 6 nha. Cái này là 10, 4, 4, 10 đúng không? Đây là 4, 3, 6. Câu cuối là 4, 3, 6. À. Như vậy thì sao? À, chúng ta hiểu rằng xác suất nha, tức là cái để nó đạt được 8 điểm trở lên. 8 điểm trở lên. Tức là nó phải đúng từ 8 câu, nó chỉ sai 2 câu. Đúng không? 8 câu mà sai 2 câu. Đó, thì có thể là 2 câu sai, nó sai bất kỳ vị trí nào. Và 8 câu nó cũng sai được bất kỳ vị trí nào. Đó, tức là ở đây có 8 câu đúng và 2 câu sai. Đó, nhưng mà mình sẽ đảo chỗ cho nhau là 8 8 giai thừa. Mình hiểu không? 8 giai thừa. Tại vì sao 8 giai thừa? Bởi vì nè, hai cái câu sai nằm vị trí nào cũng được và 28 câu đúng nằm vị trí nào cũng được thì tổng số điểm nó vẫn là từ 8 trở lên. Được chưa? Rồi tới một câu sai. Còn hiểu không? Tức là 8 giai thừa là mình biết ha, 8 chỗ đổi chỗ cho nhau đó. 8 giai thừa là 4036. 4036 8 giai thừa. À nghe. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Mười câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời. Rồi, trong đó có một phương án đúng. Rồi, trong đó có một phương án đúng. Và mỗi câu trả lời đúng. À, mỗi câu trả lời đúng được một điểm, tính xác suất để học sinh tham gia làm từ 8 điểm trở lên. 8 điểm trở lên là chỉ sai 2 câu hoặc một câu hoặc là không sai. Đúng không? Sai 2 câu. Không, bài này làm gì là sai nha. Mình sẽ hiểu gì nè, sai hai câu đúng không? Mình sẽ chọn một vị trí cái câu sai thứ nhất. Tức là số cách chọn nè, trong 10 vị trí đúng không? Từ câu 1 tới câu 10 số cách chọn. Vị trí cho một câu sai thứ nhất. Tức là ở đây nó có 3 trường hợp nhỏ xảy ra nha. Trường hợp 1 á, là 2 câu sai và 8 câu đúng. Thì không dùng giai thừa được. Tại sao thầy quên dùng giai thừa để ra sai? Ví dụ câu 3 đúng, câu 4 đúng. Hồi mình đổi là câu 4 đúng, câu 3 đúng. Thì cái đó nó bị trùng với nhau rồi. Nó bị lặp lại cho nên bị lừa. Hiểu không? Rồi cho nên ở đây mình sẽ chọn số câu sai thôi.
đúng không? Tức là số cách chọn nè, là chia ra số cách chọn, tức là trong 10 vị trí đúng không, mình sẽ chọn ra một vị trí có một câu sai là có 10 cách, phải không? Ví dụ vị trí 7 đi, còn một câu sai còn lại nữa, ví dụ vị trí còn lại nữa là còn là 9 vị trí đúng không, tại vì ví dụ câu 7 nó sai thì vị trí còn lại là không lấy vị trí 7 nữa, lấy vị trí khác là 9. Còn những câu đúng là mình sắp vô là mình chỉ có một cái sắp thôi, đồng ý không? À, tức là 8 câu đúng còn lại sắp vô chỗ đó chứ không có sắp được, không có dùng hán vị được, hiểu không? Bởi vì đúng nó trùng với nhau, nó ví dụ 3 đúng 4 đúng, mình nói là 4 đúng 3 đúng là nó bị trùng với nhau ạ. À, được, cho nên chỉ có 90 à, là 90 cách thôi. Đó là trường hợp 2, tức là một câu sai và 9 câu đúng đó, thì số cách chọn tức là một câu sai thì mình lấy một câu sai tiếp cho 10 10 câu vị trí đúng không? 10 câu á là ví dụ có 10 vị trí, và ví dụ chọn câu 8 đi sai thì còn 9 câu lại đúng thì cũng sắp vô có một vị trí sắp, rồi vô một là 10 nè, hiểu cái này chưa? Đó. Rồi tiếp theo các bạn hiểu không? Đó. Xác suất để học sinh đã tham gia làm bài từ 8 điểm trở lên, 8 điểm trở lên là 8 câu đúng, 2 câu sai, số cách chọn một vị trí một câu sai là 10 đúng rồi, cái kia là 9, 8 đúng. Rồi, một sai 9 đúng. Coi là cái đề gốc rồi nha. 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 7, trong đó mỗi câu có đúng một, mỗi câu đúng được một điểm, sai là nó không nói bị trừ nha, nó không điểm á. Xác suất học sinh tham gia làm bài được từ 8 điểm trở lên, 8 điểm, à, 8 điểm trở lên, tức là 8 điểm là phải 2 câu sai 8 câu đúng, mà 8 câu đúng 2 câu sai à, không phải, nhầm nữa rồi. Bây giờ gì, có 10 vị trí đúng không, từ 1 đến 10 hiểu không, câu 1 tới câu 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nhưng mà mình hiểu nè, không phải mình sắp vậy, mình sắp gì là sai nè. Mình sẽ hiểu là 10 câu mình chọn ra hai vị trí để sắp vô hai câu sai, mà hai câu sai nó chụp với nhau cho nên mình chỉ dùng C chứ không dùng A. Hiểu không? Bạn hiểu không? Dùng C tức là 10 chụp 2 chứ không phải dùng cái đó là sai. Bạn hiểu không? Tại sao phải dùng C mà không dùng cái kia? Cái này mình chọn vị trí ra để mình sắp sai. Hiểu không? Đó. Chọn hai vị trí rồi dục vô hai số, nhưng mà hai số có một cái dục thôi, cho nên chừng nào mà nó có n người chọn ra k người sắp vô k chỗ á, thì mới dùng a, nhưng mà này chỉ sắp vô có một cái cách sắp vô thôi cho nên mình phải dùng c, hiểu không? Tức là 10 vị trí chọn ra hai vị trí nha, để vô hai câu sai là có một cái chọn, có một cái đấy chứ không phải, đúng không? Thì kết quả nó cũng giống nhau rồi đúng không? C10 chụp 2 nó cũng giống nhau. Nè, bấm là C10 nè. Chụp 2. À, 10. Đúng rồi, 10 chọn ra 2. Rồi, chụp 2. Còn cái kia là 8 câu lại. Thì hồi nãy là... 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu có
bốn phương án trả lời. Mỗi câu có bốn phương án trả lời. Trong đó có một phương án đúng. Rồi, và mỗi câu trả lời đúng được một điểm. Xác suất để học sinh làm bài từ 8 điểm trở lên. Rồi, bây giờ 8 điểm thì hai câu sai. Hai câu sai. Thì trong 10 câu này có hai vị trí sai. Chọn ra hai cách là C10 chấp 2. Đúng rồi. Rồi, 8 vị trí còn lại là đúng. Hai vị trí sai thì chỉ có một cách chọn vị trí đúng. 10 chấp 2 là 45. Không, bài này làm cách này không được. Bài này làm cách này thất bại các bạn. Đi làm cách nào đây? Tại vì sao? Bởi vì xác suất không có thể nào bình đẳng. Cái bài này nè, mình hiểu không? Xác suất để đúng một câu là 1/4. Đấy. Tức là ở đây là dùng phép là xác suất tích. Xác suất tích là cái này, các cái biến cố này nó độc lập với nhau. Mình hiểu nha, tức là mình nhớ cái này nè, AB làm cái này là sai nha, AB là độc lập, à, các biến cố độc lập, tức là nó không liên quan với nhau, tức là mỗi câu này không liên quan với nhau, không dính với nhau, cho nên không dùng thức tích giống như vậy được, cho nên xác suất là được chưa, xác suất mà mình hiểu ha, xác suất là mỗi câu độc lập, cho nên cái biến cố á, mà A hợp B á, là nó sẽ bằng phép nhân. Đúng không? Đó, mình học là B là A nhân B nó bằng là BA nhân với BB. Đó, mình hiểu gì ha? Giống như là giao nhau lại vậy đó. Được chưa? Là nó bằng BA nhân BB. Đó, mình học công thức này rồi. Được chưa? Đấy. Như vậy là mình không có được dùng cái không có được dùng cái quy tắc đó, hiểu ha? Rồi cho nên ở đây nè, cái cách làm nó như thế này nè, là xác suất để đúng một câu không, độc lập với nhau đúng không, là 1/4 đúng không đó. Mà xác suất để sai một câu, để đúng một câu, để một câu đúng, để sai một câu là trong một câu bốn đáp án đúng không, sai của nó là ba đáp án sai, một đáp án đúng, trên tổng số đáp án là 3/4 đó. Như vậy nè, như vậy ở đây là xác suất mỗi câu nó độc lập với nhau đó, cho nên khi mà mình tính chung lại đó là 8 câu đúng, ba câu sai, à, cho là 8 điểm trở lên thì phải trường hợp một á, trường hợp một tức là 8 câu đúng, hai câu sai, 8 câu đúng ha, 8 câu đúng và hai câu sai. Cái bài này bạn làm phương pháp kia là thất bại nha, tại vì những cái này nó độc lập với nhau, nó không có liên quan gì nha, xác suất này nó độc lập, bạn phải dùng cái công thức, bạn mà dùng cái công thức như thế là mình sai, hiểu không? Độc lập thì mỗi cái mình phải dùng nhân vậy nè, tức là a giao với b đó là 8 đúng 2 sai, tức là xác suất, còn cuối cùng là mình cộng lại với nhau, đúng không? Và những cái biến cố mà A hợp B ha, thì mình lấy BA cộng cho BB. Được chưa? Đó là biến cố nó độc lập với nhau. Rồi, này này có trong trong lý thuyết nè các bạn. Nhiều khi mình học và mình không có nhớ. À, cái lý thuyết này nó cũng không có đầy đủ lắm nha. Rồi, lý thuyết này nó không có ghi mấy công thức đó. Bạn hiểu không? Rồi, không có ghi. Nói chung mình hiểu gì đi ha. Tại vì nó nâng cao nha, cái này nó hơi nâng cao tí. Rồi thì nói gì cho hiểu ha. Mình có thể bỏ này luôn để cho bạn dễ hiểu đó. Rồi, độc lập với nhau nè.
xác suất để xác suất xảy ra là 8 đúng đúng không? 8 câu đúng. Bây giờ nè, mình hiểu này, hai câu sai thì ở đây có bao nhiêu vị trí sai? Là 10, 10 vị trí chọn ra hai nè, là C10 chụp hai đúng không? Mình có một cách tiếp vô vị trí sai thôi, còn 8 câu đúng còn lại vô là chỉ có một cách tiếp thôi, hiểu không? Tức là ở đây nè, nãy giống như thầy phân tích đó, 10 chụp hai nè, 10 vị trí chọn hai vị trí tiếp vô sai, chọn ra hai là C10 chụp hai, tiếp vô sai là chỉ có một cách tiếp thôi, hai câu sai, còn đúng 8 câu đúng còn lại chỉ có một cách tiếp thôi, hiểu chưa? Rồi sau đó mình sẽ nhân với xác suất để một cái câu 8 8 câu đúng, được chưa? Đó là 1 phần 4 đúng không? Tức là 1 phần 4 mũ 8, 8 lần đúng chưa? 1 phần 4 mũ 8, còn sai đó là 3 phần 4 mũ 2 đó. Hiểu không? Tức là sau khi mình chọn ra rồi đúng không, mình đã sắp vô đó, những cái vị trí đó đúng 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 đúng, đúng là 1 phần 4 nhân lại, còn sai 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 là 1 3 phần 4 nhân lại, là hiểu chưa? Thì dưới mẫu này mình thấy có 4 mũ 8 với 4 mũ 2 là mẫu chắc chắn là 4 mũ 10. Lấy trên tử, bấm trên tử thôi. 1 mũ 8 là 1, 3 mũ 2 là 9. Vậy C10 chập 2 nhân 9 thôi. Bài này hay nha. À, là 405. À, 405. Rồi, cái trường hợp 2 nè. Đó là 9 câu đúng và một câu sai thì xác suất xảy ra là một câu sai, thì đây có 10 câu sai đúng không? 10 câu sai mà mình chọn ra một câu sai là C10 chụp một, rồi sau đó mình sắp một câu sai có một cái sắp, còn 9 câu đúng lại sắp vô vị trí đó cũng có một cách, hiểu chưa? Rồi ở đây 10 câu sai là một mũ bốn, hay chỉ là 9 câu đúng nhé, một mũ bốn là mũ chín, còn một câu sai là 3 mũ 4 mũ 1. Rồi vậy mình thấy là 1 mũ 9 là 1, 3 mũ C10 chụp 1 là 10, nhân 1 nhân 1 nhân 1 nhân 3 là bằng 30. Chia cho 4 mũ 9 với 4 mũ 1 là 4 mũ 10 ạ. Cảm ơn. Rồi trường hợp 3. Đó là 10 câu đúng. Đó, thì xác suất xảy ra là là C10 đúng không? 10 câu đúng. Thì nói chung 10 câu đúng là chỉ có một cái xếp vô thôi, cho nên mình không cần quan tâm đến cái C nữa đúng không? 10 câu đúng thì chắc chắn câu nào cũng đúng rồi, xác suất nó là 1 phần 4 mỗi 10. Thay vì mình ghi là C10 đúng không? C10 C gì? 1 10 câu đúng là 10 cái dục vô 10 chỗ thì nó có một cách dục thôi, là lấy nhân 1 nhân với nó đó. Rồi sau đó hàng sai không có là không ghi 1 mũ 4 mũ 10. Vậy 1 nhân cái này cũng bằng chính nó, là 1 phần 4 mũ 10 đúng không? Những cái này là đều hoàn thành nhiệm vụ mà dùng quy tắc cộng, hiểu chưa? Vậy xác suất cần tìm là đây là 405 bằng 4 mũ 10 cộng 30 bằng 4 mũ 10 1 bằng 4 mũ 10. Lấy 405 bằng 30 bằng 1 4 mũ 10 là 405 là cộng 31 là 436 4 mũ 10. Đó, thì mình chọn đáp án là D nha. Bài này nó gài nha. Tức là mình hiểu nha, chúng ta không thể dùng chung giống như cái không gian mẫu là sai, bởi vì đây là những cái xác suất nó độc lập với nhau. Đó, mình nhớ nha, độc lập mà mình dùng cái quy tắc đó là mình bị sai. Rồi, hiểu chưa? Nhiều cách để nói lắm đúng không? Chỉ có làm qua nhiều bài tập thì bạn mới có được nhiều kinh nghiệm thôi, chứ còn không là mình không có làm được đâu. Rồi, bây giờ câu tiếp nha. Tập nghiệm của câu 22, tập nghiệm của phương trình này thì đầu tiên là phải bình phương hai vế, đúng không? Bình phương hai vế của phương trình. Mình ta được 7x bình cộng 10x trừ 4 bằng 3x cộng 8 bình phương. Mình khai triển hạng thức ra. 3 bình là 9x bình, 2 x 3 là 6, 6 x 8 48x, 8 bình là 84. Rồi mình sẽ chuyển về bên phải đi. Trừ 7x bình
trừ 10x cộng 4 bằng 0. 9x bình trừ 7 bình là 2x bình. 48 trừ 10 là 38x. 64 mà cộng 4 là 68. À, bấm máy ra. Mod 9222. 38 68 trừ 2 với trừ 17 rồi thì tập nghiệm của phương trình là vậy. Tập nghiệm của phương trình là S ra bằng là trừ 2 trừ 17 rồi chúng ta sẽ chọn ra bằng là C. Rồi, nó đi vào câu 23. Cho hàm số bậc 2 y bằng fx có độ thừa y như hình bên dưới. Số nghiệm nguyên dương. Nghiệm nguyên dương là nó thuộc n sao đó, từ số 1 trở đi 2 3 4. Để bắt phương trình này lớn bằng 0. Ta có. Cái này nó cũng không khó mà nó là lạ tí chứ đâu. Mình phải đánh giá cái mẫu nè. Bài này nó cho hay lắm nha, đánh giá cái mẫu trước. Nói chung là mấy cái này nó cũng lấy từ đại học các bạn, mấy cái đề đại học nó chiết chế lại lớp 10 thôi. Đó, tới cái mẫu nó bấm máy là tôi nhớ hồi đó với công thức không? Hồi đó là cho công thức mà năm lớp 9 mình biết rồi đó. Là gì? Khi mình bấm ra vô nghiệm á, ha. A bình là cộng BX này, cộng C này. Nó bằng A nhân X trừ cho chấm hỏi thứ nhất bình phương á, đúng không? Cộng cho chấm hỏi thứ hai, nhớ này không? Đó là khi mà mình dùng để mình tìm, để mình chứng minh ax cộng b ax bình ha, cộng bx cộng c luôn dương hoặc luôn âm. À, nhớ này không? Bấm máy này ra mod 922 trừ 2 20 trừ 50 ra là 5. Không có lấy cái đó, hiểu không? Lấy cái này nè, bắt đầu lấy từ cái mắt này là 5 dưới 0. Ở 5 dưới 0 thì A của mình là trừ 2 nè, x nè, đúng không? À, x ra số 5 đúng không? Là số đầu tiên là số 5 nè, mình phải trừ cho chấm hỏi thứ nhất là trừ 5 đúng luôn. Còn cộng chấm hỏi thứ hai mà chấm hỏi hai nó ra không, khỏi cộng không. Đó, thì đây chính là hiểu ha. À, luôn dương, được chưa? Đấy. Mà trừ này là luôn luôn bán bằng không, hiểu không? Luôn luôn bán bằng không, tại vì cái mẫu nó luôn luôn bán bằng không mà mẫu là không có được bằng không, cho nên cái điều kiện ở chỗ này ấy, là phải khác không, mẫu phải khác không thế nào, mà cái số dương fx đúng không, và số dương fx chia cho một cái số bán bằng không để lớn bằng không thì fx phải phải là bán bằng không, hiểu không? Tức là con này là tương đương. À, tức là phải đảm bảo cái mẫu nó khác không cái đã, các bạn hiểu không? Tại vì cái mẫu nó luôn luôn bé bằng không, nhưng mà nếu bằng không là không tồn tại, cho nên mấy bạn phải hiểu là điều kiện đây là x trừ 5 phải khác không, tức là x trừ 5 được không, phải khác không là x khác 5 đó. Hiểu không? Để gì? Để cái mẫu để đảm bảo nó âm, mà âm thì fx nó lớn bằng không thì lớn bằng không chia cho âm mới là lớn bằng không, fx bé bằng không, bé bằng không mà chia cho số âm mới là lớn bằng không được, hiểu nha? Nhưng mà mẫu không thể bằng không cho nên phải khác không chỗ đó đó, hiểu chưa? Ví dụ cái bài này mà không có dấu bằng ở đây á thì cái này không cần điều kiện luôn, hiểu không? À, chưa, bài này có dấu bằng đúng không? Ví dụ cái mẫu này nè mà mình cộng thêm là mình trừ thêm một đó đi là nó luôn luôn âm, là cũng không cần điều kiện x khác năm luôn. Đó. Còn cái tử là có dấu bằng thì fx có dấu bằng, còn không có dấu bằng không có dấu bằng, hiểu không? Tức là hai cái số cùng dấu chia nhau là lớn bằng không, còn trái dấu thì chia nhau là bé bằng không, nhớ cái đó nha. Cái này lớp 9 biết rồi, thì fx bé bằng không mình dựa vào đồ thị nè. Đấy, cái đồ thị của mình đây, fx mình bé bằng không á là cái nhánh này nè, từ đây tới khi mình chiếu vô trục OB là cái bóng của nó trên OB nè, đó là từ đây tới đây là nó bán bằng không, đúng không? Chiếu vô à, tức là x nó sẽ lớn hơn bằng trừ một, bán bằng 8,
Được chưa? Trừ 1 đây là 8 đấy. X, x, x lớn bằng trừ 1 bé bằng 8. Dựa vào đồ thị. Đúng ha? Và đây trừ 1 bé bằng x. Bé bằng 8. Nhưng mà phải khác 5 nha. Chứ chọn số 5 là sai. Cho nên mình suy ra x là nguyên dương. Và x nguyên dương. Cho nên mình sẽ lấy những cái giá trị nào thỏa mãn cái đó và phải khác 5. Cho nên thiếu số 5, ghi số 5 là sai nha. Lớn trừ 1 và bé bằng 8 nguyên dương thì mình sẽ lấy từ số 1 trở đi nè. 2 là 3 là 4, bỏ số 5 ra. 6, 7, 8. Đúng không? À. Cho nên ở đây mình suy ra có mấy giá trị x? 7 giá trị x. Có 7 giá trị x thỏa mãn. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Hiểu ha? Đó. Không khó nhé, quan trọng là học tới đâu nhắm tới đâu. Và học đề sinh giỏi nó cũng giống gì nè, giống như mấy câu này nè. Tôi coi rồi, tôi thấy cái đề, mấy cái đề năm rồi rồi. Tức là tầm nó y chang mấy câu này vậy nè, là câu khó của nó nè. Mình luyện mình nữa mình đảm được chân, yên tâm đi. Rồi. Câu 24. Có ba bạn nam và bốn bạn nữ xếp vào bảy cái ghế được kê thành hàng ngang. Bảy cái ghế, họ có bao nhiêu cái tiếp thì bảy giờ thừa thôi, đúng không? Bảy đứa tiếp thành giờ bảy chỗ, đúng không? Đó thì bảy giờ thừa, số cái tiếp là bảy giờ thừa thì chúng ta chọn là D. À, chúng ta đi vào câu 25. Trong mặt phẳng OC cho ba điểm ABC, tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành thì dễ rồi. Thì dùng vectơ AD bằng vectơ BC là mình vẽ cái hình bình hành đó ra, đúng không? Mình phải dùng cái vectơ đúng nha. Thì A, B, C, D này thì chúng ta dùng vectơ AD bằng vectơ BC. À, rồi tọa độ điểm D. Thì ta sử dụng cái tính chất đó. Quá quen cái này học kỳ 1 mình làm rồi. Làm lâu lắm rồi. AD nhưng mà hồi đó mình học là không có dùng cái tính chất và tọa độ thôi. XD trừ XA, YD trừ YA, rồi BC. À, là lấy XC trừ XB, 6 trừ 3 là 3, 5 trừ 2 là 3. À, thì chúng ta dùng cái tính chất của hình bình hành. ABCD là hình bình hành. À, mình dùng hai vectơ bằng nhau. Dùng tương đương cũng được, khỏi đi. À, vậy mình tương đương với là đầu bằng đầu, đuôi bằng đuôi, đúng không? Tức là hai cái bộ tọa độ này bằng nhau nè. Đấy. Và à, mình tương đương XD trừ 1 phần 3, YD trừ 1 phần 3. Rồi XD bằng 4, YD bằng 4. XD bằng 4, YD bằng 4. Rồi, vậy mình suy ra D là 44. Nó dễ không? Có gì đâu. Mấy bạn mà cầm cái đề đại học, các bạn làm từ 9 điểm trở lên. 3 môn ha. Môn nào mình làm, đề nào thường mình làm vậy đó. Là tự nhiên em tự tin liền, em đăng ký mấy cái trường thứ dữ liền. Rồi. Rồi. Vô học ráng có cái nghề này ra để đi làm, kiếm tiền. Bây giờ mà không có trình độ là ra đi làm thuê là mệt lắm. Không có sức khỏe đâu. Sau này có gia đình lo cho cha mẹ già, mấy em đâu có đủ khả năng nữa. Nếu mà không có giỏi là không có kiếm tiền nhiều được ha. Không giỏi mà kiếm tiền nhiều thì chỉ có làm nghề phi pháp thôi, chứ làm nghề chân chính khó. Rồi. Một lớp 10A có 20 học sinh nam và 23 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh lớp 10A để tham gia thi an toàn giao thông do trường tổ chức? Nó yêu cầu là chọn ra một học sinh thôi. Cái này dễ rồi, có 43 đứa chọn ra một đứa, à, dễ quá, đúng không? C 43 trừ 1 hoặc là 43 cách luôn. Ra một học sinh, nó không phân biệt gì đúng không? À, số cách chọn ra một học sinh tham gia
là 20 cộng 23, làm cho đúng quy tắc cộng. Đấy. À, giống như mới học rồi thì nói chung là nó sắp lộn xộn mấy bạn, nó không nhất thiết là nó sẽ sắp theo thứ tự được từ dễ đến khó đâu, sắp lung tung beng. Những câu này là câu cơ bản nhất rồi, ta sẽ đi vào câu 27. Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ, chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp, tính xác suất để 3 viên bi được chọn có đủ 2 màu. 3 viên bi mà 2 màu thì nó có lấy tùy ý trừ 1 màu cũng được, nhưng mà thôi mình làm 2 màu nó cũng ngang ngửa nha, tức là sao 1 xanh 2 đỏ hoặc là 2 xanh 1 đỏ đó, thì cái không gian mẫu đây à, không gian mẫu tức là n omega đúng không, mình sẽ lấy 5 với 6 là 11, 11 viên mình chọn ra 3 viên là C11.3. Rồi mình mới gọi A là biến cố đó, là 3 bi lấy ra có đủ 2 màu đó, thì tức là số cách chọn này ha, 3 viên bi gồm 1 xanh và 2 đỏ là 1 xanh 5 xanh, chọn ra 1 là C5.1, rồi 6 đỏ chọn ra 1 2 là C6.2 đó. Không phải tính ra luôn ha, để em hỏi cho nó gọn là 11.3 nè. À, 11 chặt 3 nó là 165 đúng chưa, rồi C5.1 nhân C6.2, 5.1 tức là 5, 6.2 bấm thôi đó, là ra 75. Rồi tiếp theo số cách chọn là 3 viên bi gồm 2 xanh 1 đỏ, nghĩa là C5 chặt 2 xanh 1 đỏ. Đó, là 5.2, 6.1, 5.2, 6.1 là 6, 60. Vậy suy ra số khả năng xảy ra là số kết quả thuận lợi cho A, cái nào cũng đúng rồi. Anh hiểu không? Rồi dùng NA 75, 60, 135. Ê, cho nhiêu ta? 125 chứ. 7 135 7 6 7 10 rồi. Xác suất xảy ra là hồi xưa mà trên đại học á, thời đại học của tôi đó là xác suất này là tôi đi thi điểm cao nhất là trong cái lớp đại học. Hồi đó tôi thi là được 9.8. Là coi như là chỉ còn một câu nữa là được 10 điểm. Tôi nhớ như là không á, lúc đó là điểm tôi cao nhất về cái phần này luôn. Đó lên mình con lên đại học và cũng học là y chang vậy nè, nhưng mà bạn sẽ học phức tạp hơn nhiều lắm và không có học dễ dễ vậy đó. Tức là nó cho cái độ khó hơn nhiều, nhưng mà nó cũng dựa trên cái nền tảng này nha, nếu không có nền tảng này là không có học được đâu nha. 9 phần 10. Rồi các bạn chọn án B à, và cũng có nhiều cái kỷ niệm đúng không, học cái gì tôi cũng từng là những cái môn tôi từng là cao nhất nhiều lắm, nhưng môn toán giải tích tôi cũng là từng là cao nhất của khoa toán luôn, cho nên tôi mới được chọn đi thi toàn quốc đó, dễ nhì à, chứ không phải dễ đâu à. Tiếp theo, trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam, 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Phải hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh làm nhiệm vụ lớp trưởng, lớp phó và bí thư, quá đơn giản đúng không? Trong đó lớp trưởng luôn là nam. Đấy, như vậy mình chọn lớp trưởng đi. Đúng không? Còn bí thư với phó bí thư là chọn tùy ý. Nha, bí trưởng là nam, mình lấy được 1 nam thì nó còn là 14 nam. Rồi sau đó 14 nam kết hợp với 20 nữ là nhiêu? 34 đứa, chọn ra 2 đứa sắp như 2 vị trí là dùng A. Nó dễ không, đâu có gì đâu đúng không, nhân lại thôi số cách chọn này. Anh làm theo thứ tự anh mới đi tới quận nhất được, ví dụ số cách chọn ra 1 lớp trưởng à, chọn trước lớp trưởng đúng không, số cách chọn ra 1 học sinh đi
làm nhiệm vụ lớp trưởng. Ở đây có 15 nam đúng không? Chọn ra một nam là 15 chắc. Hay là trên 15 chừng 1 cũng đúng. Rồi, số cái chọn ra hai học sinh còn lại làm lớp phó, làm nhiệm vụ ha. Lớp phó và bí thư. Thì cái này nó cho tùy ý đúng không? Thì đây còn là bao nhiêu đứa? Chọn ra một nam thì 15 nam, còn là 14. Dưới kia là 20 là 34. 34 mình chọn ra hai dục vô hai chỗ, tại vì lớp phó bí thư là khác nhau. Đúng không? Vậy mình sẽ dùng đó là 34 chập 2. Đấy, cách. Được chưa? Rồi, vậy số cách chọn cần tìm là tôi nói thiệt, tôi không phải là dân chuyên hóa với lý, nhưng mà tôi dạy toán lý thấy chưa chắc là giáo viên dân hóa lý bằng tôi nha. Nó thật với mấy em luôn á. Mấy em học trên trường mấy em cũng biết rồi đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc có chiều sâu bằng này đâu. 8415. Tôi đọc nó rất là nhiều. Khoan, khoan, cái này là A, không phải là C. A nha. Rồi 16830. 16830. Rồi, ở đây chắc chọn đáp án A. Rồi. Câu 29. Trong mặt phẳng OC cho điểm A và B, phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB. Quá dễ đúng không? Là đường thẳng đi qua vuông điểm của AB và vuông góc AB lấy vectơ phát tuyến là vectơ AB. AB là vectơ phát tuyến, dễ quá. Rồi, ta gọi Y là trung điểm của AB. Mình dùng công thức trung điểm ha. Đấy. Ráng học cho nó căn bản nha. Để sau này lên đại học mấy bạn cũng có cái nền tảng rất lớn về phổ thông, các bạn học cũng hơn người ta. 2 cộng trừ 6 chia cho 2. Rồi, vậy là trừ 4 chia 2 là trừ 2. Y A cộng B chia 2. Y A là 5 cộng 3 chia cho 2 là bằng 4. Đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ suy ra Y, đó chính là trừ 2, 4. Rồi, thì chúng ta đường thẳng đây. Đường trung trực đi, ghi cho nó giống đó ha. Đường trung trực của đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua điểm Y và có vectơ phát tuyến là N. Mình chọn nó chính là bằng vectơ AB. Vectơ AB. Nè. Rồi mình lấy B trừ cho A. Trừ 6 trừ 2 là trừ 8. Đúng chưa? 3 trừ 5 là trừ 2. Nhưng mà để gì không được. Không ổn. Nha. Mình sẽ đem trừ 2 ra ngoài. Chỉ còn lại là 4 với 1. Đúng không? 2 chọn N là 4, 1. Hiểu chưa? Rồi mình sẽ ra phương trình tổng quát. Ở những gì tôi trình bày rất chi tiết. Đường phương trình tổng quát ha. Đường phương trực đây là chỉ D đi. D ha. Lấy là 4. Có dạng đường phương trình tổng quát. Có dạng phương trình tổng quát có dạng. D là 4x cộng y cộng c bằng 0. Tất nhiên có nhiều giáo viên người ta sẽ dùng phương trình là 4 nhân x trừ trừ x y cộng 1 nhân y trừ y, nhưng mà cái cách đó là cách cũ nha. Cách mới là tôi đọc mấy quyển sách là nó không có dùng gì. Cho nên tùy với bạn thôi, bạn muốn làm cách nào cũng được. Thầy thì rất là bám sách giáo khoa thì làm theo cái cách mới đó. Rồi. X mình thay bằng trừ 2 nè. Đó, 4 nhân cho trừ 2. Đúng không? Y là 4 nè, cộng C bằng 0. Vậy là trừ 8, chuyển qua là 8 tác trừ 4 bằng 4. Vậy là kết luận. Vậy phương trình tổng quát. Đó. Vậy phương trình đi đường trung trực là D 4x cộng y
cộng 4 cộng 0 thì chọn là C. Thấy nhẹ nhàng không? Khi mà mình hiểu rồi mình làm cái gì cũng thấy nhẹ ha. Học nó nhẹ lắm, rồi lên trường giống như mình đâu có nặng nề, mình tới khóa của mấy em là đi thi đại học là dễ rồi. Đúng không? Thi có 4 môn à. Ráng học ngữ văn cái nữa là coi như là đậu rồi, đâu có cần áp lực cái gì. Chưa có thời thầy áp lực lắm, bây giờ cũng em là nhẹ nhàng nha. Cho đa giác đều có 17 đỉnh. 17 đỉnh. Rồi, đa giác đều là sao? Giống như tam giác đều là ba cạnh, tứ giác đều là hình vuông á, ngũ giác đều, lục giác đều là sáu cạnh, thì 17 đỉnh thì ta gọi là đa giác từ. Nói chung là từ từ đa là nhiều nha. Từ 4 trở lên thì người ta gọi là, ví dụ 4 5 6 7 thì có cái tên lục bát vậy đó ha. Nhưng mà những cái tam giác mà lạ đó thì người ta gọi chung là đa giác đều, chúng ta không gọi là cái hình gì đều. Nhưng mà trên 12 nó sẽ có một số cái là tên gọi đặc biệt luôn, là dùng nhiều, còn đa phần là những người ta gọi đa giác nha. Rồi số tam giác được tạo nên từ các đỉnh của đa giác này, vậy lấy ra ba đỉnh đúng không? Bởi để tam giác thì phải chọn ra ba đỉnh, mà số cách chọn ra ba đỉnh thì chỉ tạo ra đúng một tam giác thôi. À, tức là số cách chọn ra ba đỉnh à. Chọn ra ví dụ vector là hai nha, đoạn thẳng là một, đường thẳng cũng là một nha, hai đỉnh chỉ có một đường thẳng thôi, nhưng mà vector là hai, số cách chọn ra hai đỉnh và ba đỉnh bất kỳ, ba đỉnh từ 17 đỉnh bất kỳ là C 17.3. Và chúng ta biết nè, số tam giác đã tạo ra từ ba đỉnh đã chọn là một thôi. À, cái này mình có làm rồi, ta làm lại cho bạn hiểu đó. Mình như mình là vậy. Số tam giác cần tìm là lấy một nhân C 17.3. Đó là bằng C 17.3 tam giác, hiểu không? Vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi thấy gì chứ, cái đề này làm gì chứ cũng lâu cũng mau đúng không, 40 câu mà làm nãy giờ mới có 30 câu thôi. Rồi ta đi vào câu 31. Ồ, cái này tôi đánh máy bị nhầm đó. Rồi, đánh máy copy ha, câu 31 là sao? Mật khẩu chương trình máy tính. Rồi, tức là đây nè, chúng ta chữ cái in hoa đúng không, tới chỉ chữ nè, cái in hoa à. À, hiểu ha. Nhiều khi copy nhanh đó bạn, cái thao tác đó thầy cũng không có đọc lại nữa ha, thầy không có thời gian đọc lại, cho nên thầy luôn luôn lấy cái thầy gốc để to cho mấy em biết, câu nào bị nhầm cái đề thì thầy chỉnh ra luôn. Rồi câu 31. Rồi, mật khẩu của chương trình máy tính quy định gồm 3 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên là một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh 26 chữ. Ký tự thứ hai là một chữ số từ 0 đến 9, và cuối cùng là một trong ba ký hiệu này. Họ có thể tạo ra bao nhiêu mật khẩu khác nhau thì dễ quá đúng không? À, số cách chọn ký tự đầu tiên là đúng không 26. Rồi, số cách chọn ký tự thứ hai là 0 đến 9 là 10 nha. Rồi, số cách chọn ký tự thứ ba là A cộng thăng với đô la là 3. À, dùng quy tắc nhân đúng không? Vậy số mật khẩu cần tìm là 26 nhân 10 nhân 3. Đó, bấm máy là 26 nhân 30. Dễ đúng không? 780 mật khẩu. À, vậy mình sẽ chọn đáp án là A. Ta đi vào câu 32. À, số chính giữa trong khai triển này là
Thì số chính giữa giờ mình khai triển ra mình mới biết được số chính giữa nó là số nào, đúng chưa? Đấy. Đấy. Thì ta có này lấy là 3 cộng ra trừ 4 trừ ít đi. Trừ ít mũ 4. A là 3, B là trừ ít đúng không? C4 chọc 0, A mũ 4, C4 chọc 1, A mũ 3, B C4 chọc 2, A mũ 2, B bình, C4 chọc 3, A, B mũ 3, C4 chọc 4, B mũ 4. Rồi, C4 chọc 0 là 1. Đấy, 3 mũ 4 là 81, C4 chọc 1 là 4, 3 mũ 3 là 27. À, đấy, C4 chọc 2 là 6, 3 mũ 2 là 9, trừ x bình phương là x bình phương. Mấy bạn đừng có dùng cái số hạng tổng quát gì đó ha, TK cũng một áp dụng với nó, đừng có dùng nha, hồi đó là được, bây giờ không có dùng cái đó nhé. Rồi chúng ta đừng nên dùng trong trường hợp mà cái nào bài tập nâng cao phải dùng, mấy bài tập thường thường đừng có dùng cái đó nha. 4 trừ 3 là 4, 3 trừ x mũ lẻ là giữ, là dấu trừ, rồi trừ x mũ chẵn là mất dấu trừ. Đó, 181 là 81, 4 nhân 27 là 108 đúng không, trừ 108 x 96 54 x bình trừ 12 x mũ 3 cộng x mũ 4. Chỉ cái số hạng chính giữa là số này, này. Đó. Đúng không? Là 54 x bình đúng không, như số hạng chính giữa là 54 x bình. À, 54 x bình tức là gì? À, 54 về là số này đây nè. À, C4 chập 2, 3 bình, 3 bình là 9 đó. À, C4 chọc 2, 3 bình là chính là cái cô D vậy. Rồi chẳng qua là nó không có tính ra hết, nó để lại mớ. Đúng không? Rồi chọn cô D. Rồi, ta đi vào câu 33. Tập xác định của hàm số này căn với mẫu là lớn không đúng không? À, hàm số xác định khi 9 trừ 25 x bình à, dương. Rồi mình bấm máy là hai nghiệm mod 9 22 trừ 25 không 9 ra là 3 phần 5 với trừ 3 phần 5, mà nó mình hiểu đây nè, 3 phần 5 với trừ 3 phần 5 thì ở trong trái dấu với A, A nó là âm, trong là dương, ngoài âm. Rồi nó lấy lớn không là lấy dấu dương ở giữa. À, tức là lớn trừ 3 phần 5, bé 3 phần 5. Đó, tức là trừ 3 phần 5, bé x, bé 3 phần 5. Đó, vậy mình kết luận. Vậy, tập xác định là D bằng khoảng từ trừ 3 phần 5 đến 3 phần 5. Vậy chúng ta chọn đáp án là C. Đúng không ạ? Rồi, ta đi vào câu 34. 34 như thế nào? Hình dưới đây mô phỏng chạm thu phát sóng ở vị trí y là 21, tọa độ 21 trên một khoảng tọa độ đơn trên một khoảng tọa độ đơn vị trên hai trục là km, tức là x km và y km. Được chưa? Giả sử vùng phủ sóng có dạng hình tròn được thiết kế với bán kính là 3. Đó, mình thấy không? Bán kính là 3 tức là sao? Tức là ở đây. Đó. Tức là mình hiểu nè. Ví dụ ở đây, từ đây tới đây là 3. Được không? Vậy vị trí này là bao nhiêu? Vị trí từ đây là 3. Đó, vậy là cạnh huyền đúng không? Mình sẽ tìm được cái giao điểm chỗ này không? Hoặc là chỗ này cũng được. Bằng 3, nói chung là bằng 3 ha. Rồi. Là y chỗ này là IA nó bằng 3 chẳng hạn, và IB và IC gì đó, và thích chỗ nào đó mà tùy con làm chỗ nào cũng đúng nhá. Rồi và bạn Việt đang ở vị trí là trừ 4, trừ 7, trừ 4 nằm đây nè, ví dụ đây là trừ 4 nha, à, trừ 7 nó Mỹ dưới đây đi, đúng không? À, tức là cái vị trí của bạn Việt là đây nè, là vị trí A. Rồi tính quãng đường ngắn nhất để bạn Việt cần di chuyển tới vùng phủ sóng này, sao quãng đường ngắn nhất là quãng đường này, từ đây tới đây nè, đến được vùng phủ sóng, tới được vùng phủ sóng, tức là cái đoạn này đó, để tính được cái đoạn này từ đây tới đây đúng không? Vậy chẳng qua là bài này dễ thôi, mình viết
cái đường thẳng nè, đường thẳng này D đi qua hai điểm IA, 2I đó, nó cắt cái đường tròn tại hai điểm đúng không? Đấy, và cái điểm ngắn nhất đó là phổ không được là cái điểm dưới này, ví dụ điểm M với N này, nhưng mà cái điểm M này mình thấy nè, cái quanh độ của nó chiếu lên là âm, được chưa? Hay nói khác là tung độ của nó là âm, quanh độ nó cũng là, quanh độ nó vẫn là dương chứ, nhưng mà cái tung nó là âm, còn cái này nè chiếu qua cái tung của nó là dương đó, cho nên IN là mình loại nha. Để vậy mình sẽ tìm ra được là quãng đường nó chính là AM đó, thì vẽ gì hiểu không? Để cho bạn dễ hiểu nha, thầy có vẽ trong hình nha, thầy làm biến vẽ cho nó nhanh nha, các bạn hiểu nha. Đó, tức là nó cắt đường tròn là hai điểm, tức là bây giờ mình không cần vẽ hình cũng được, mình cứ viết cái đường thẳng đi qua AI thôi, nó cắt hai điểm thì mình tính ra hai khoảng cách từ A đến hai điểm đó, mà cái hàng nào ngắn nhất lên đó, theo quy tắc là nó như vậy, đúng không? Tức là nó không cần dùng hình vẽ, hiểu chưa? Đấy. Rồi nói cho bạn hiểu ha, thì ta có nè cái đường tròn, đường tròn tâm y 21 đó, và bán kính R bằng ở đây bằng 3 đúng không? Đó, có dạng C, đường tròn C, đặc biệt đường tròn C nhé, tròn gì cũng được mà thường ta dùng chữ C. C trong tiếng Anh là circle, circle tức là tròn, x trừ 2 bình phương, tam giác, ví dụ mấy đó là triangle, ví dụ vậy ha, tức là nó lấy từ cái tiếng Anh ra chữ cái đầu tiên. Rồi ở đây là một, y trừ một bình phương, ba bình là chín. Rồi sau đó mình viết cái đường thẳng, rồi D là đường thẳng đi qua hai điểm A và Y đó, thì chúng ta hiểu ha. A Y thì chúng ta dùng vectơ chỉ phương trước nè, đường thẳng AB có vectơ, chỉ phương là, bài này em dùng phương trình tham số nó nhanh hơn, hãy dùng phương trình tham số để thay vô nhanh hơn nha. Đây nè, vectơ chỉ phương là u, u sẽ bằng là vectơ ai, mình lấy y trừ cho a, y của mình đó là 2 trừ cho trừ 4 là thành cộng 4 là 6, 1 trừ cho trừ 7 là thành cộng 7 là 8, mình đem 2 ra đúng không? Còn lại là 3 với 4, 2 chọn u bằng 3, 4 mình chia ra phương trình tham số đi, trình tham số của AB à, x x sẽ bằng là x y à, x à, đúng rồi, x y của mình là phải x, phương trình tham số đi qua hai điểm đâu, x sẽ bằng cái điểm đi qua, mình chọn cái điểm a và y là tìm mình, ví dụ thì chọn điểm y chứ ha, x sẽ bằng là x y cộng cho u 1 t tức là 3 t, y sẽ bằng y y 1 cộng 4 t đó, t này là thuộc r, được chưa? Rồi mình sẽ tức là tọa độ giao điểm, rồi tọa độ giao điểm có thể là nó có một điểm thôi gọi là tiếp tiến, có thể là không có điểm nào hoặc là hai điểm, cho nên mình không có được nói MN trước nha, nó MN sai nha. Tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và đường tròn C thỏa đó, tức là thỏa cái này, được chưa? Đó, mình ghi ba cái đó vô, nhập vô, x trừ 2 bình phương, y trừ 1 bình phương bằng 9, rồi x bằng 2 cộng 3t, y sẽ bằng là 1 cộng 4t. Rồi mình lấy hai cái dưới mình thay lên cái trên đó, mình giải ra t mình thay ngược lại, được chưa? Để làm dùng dấu phi ra, tức là x mình thay là 2 cộng 3t trừ 2 bình phương, y mình thay là 1 cộng 4t trừ 1 bình phương bằng 9. À, 2 cộng 3T là 3T bình phương, 3T bình phương thì hiểu nha, đây là 4T bình phương, 3T bình phương tính ra luôn đi là 9T bình, 4 bình là 16T bình bằng 9, thì 25T bình bằng 9 thì tương đương với T bình là 9 phần 25 thì tương đương với T là bằng 3 phần 5, đúng ra là cộng cộng trừ 3 phần 5 cũng phải bằng 5 nhé. Rồi, để có hai điểm
Được chưa? Cộng trừ 3 phần 5 thế căn bậc 2 đó. Rồi, chúng ta tính từng cái nha. Tức là chúng ta tính ra cái đoạn thẳng AI trước, chúng ta thay vô cho nó nhanh. Đúng không? AI. Đó, AI sẽ bằng là khoảng cách từ A, không phải AI mà là cái T này nè, đúng không? Đấy, tọa độ giao điểm M đi. Từ đây mình sẽ chia ra M là từ từ cái luôn đó, với T bằng là 3 phần 5 đó, thì chúng ta sẽ suy ra được cái điểm M đó. Thì mình sẽ thay giữa M này là có M1, M2 rồi luôn, cho nên nó dễ ha. Mình sẽ thay là 2, đúng không? 2 cộng 3T nè, 2 cộng 3X dùng con đó, nghiệm thứ nhất là 3 chia 5 đó, nó ra 19 phần 5 đúng không? Đó, 19 phần 5. Rồi. Còn cái dưới đó, với T bằng trừ 3 phần 5 này, để cái này luôn thì dùng con tiếp trừ 3 phần 5 đó, nó ra là 1 phần 5. Rồi tới y, y của mình đó là 1 phần 4T đó, 1 cộng 4T mình dùng con. Nên thứ nhất là T là 3 phần 5, đã ra 17 phần 5. Rồi cái thứ hai đây là trừ 3 phần 5, đây là trừ 7 phần 5. Rồi vậy mình sẽ suy ra hai trường hợp nha. Trường hợp thứ nhất là mình dùng AI, AM, à, đúng rồi, AM. Đó, mình lấy 19 phần 5. Đó, trừ cho A, A của mình ở đây. A của mình ở đây là trừ 4 với trừ 7, cho nên là thành là cộng 4. Rồi, cộng 7. Rồi, nhập vô máy tính. Đó nha. Căn, để cho nó gọn này, mình sẽ dùng cái phương pháp này. X, đúng không? X cộng 4, làm cho hai cái luôn nhanh lắm. Rồi, cộng Y, cộng 7. Hiểu không? Y cộng 7. À, mình làm gì mình bấm hai cái lựa vô cũng nhanh lắm. À, bình thường. Đó, mình dùng kiếm thôi. Thứ nhất á, X là 19 phần 5. À, Y là 17 chia 5. Thấy gì chứ nhanh hơn đó nha. À, bằng 13. Ở đây mình dùng M. À, mình lấy là 1 phần 5. 4 bình thường. Trừ 7 phần 5. Cộng 7 bình phương. Rồi mình thay 1 phần 5 với trừ 7 phần 5 thôi. 1 chia 5. Trừ 7 chia 5. Bằng 7. Vậy hàng nào nhỏ hơn? Ngắn nhất là AM này đúng không? Đó. Như vậy nó hỏi gì trả lời đó. Quãng đường ngắn nhất là 7. Vậy quãng đường ngắn nhất là 7 km. Ví dụ nữa nó hỏi dài nhất sao? Và quãng đường dài nhất là làm cho phần gửi sóng là 13 km, chúng ta sẽ chọn ngắn nhất nha. Thì là chọn 7, đáp án về. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu 35. Trong một khoảng oxy cho elip, tích độ dài trục lớn và trục bé elip bằng nhiêu? Này dễ quá đúng không? Elip này có dạng như thế nào? Có dạng e x bình chia cho a bình cộng y bình chia cho b bình bằng 1. Đó, mình suy ra a bình bằng 36 đúng không? Đấy. Rồi, B bình mình đã bằng 25. Mình sẽ là A bằng 6, B bằng 5. Rồi, độ dài trục lớn. Làm từ từ cho em hiểu đó. Độ dài trục lớn. Tức là A1, A2, bằng 2A, 2 x 6 là 12.
Rồi độ dài trục bán B1, B2 bằng 2B. Cái gì cũng có thể ra đại học nha, mấy bạn học hết nha, mấy cái công thức này là phải nhớ nha. Rồi tích của độ dài trục lớn và trục bán thì ta có là gì? A1, A2 nhân B1, B2. 12 nhân 10, 120. Chọn đáp án C. Tích là phép nhân. Tổng hiệu tích thương. Đây là của... Rồi, ta đi vào ô 36. Trong một phẳng OT, đường tròn tâm Y đi qua điểm này quá dễ ha. Ở cái này thì đơn giản quá rồi. Lấy x trừ cho trừ 3 thành cộng 3, y trừ 2 bình phương. Rồi, đi qua điểm này thì giờ mình lập bán kính trước đi. Bán kính tức là R nó bằng là IM. Đó, là căn bằng 2 lấy em giữ y, 1 trừ cho trừ 3 thành cộng 3 là 4 bình, 1 trừ 2 là trừ 1 bình, 4 bình là 16 là căn 17. Rồi như vậy lấy x trừ cộng 3 y trừ 2 bằng căn 17. Rồi. Đường tròn tâm y ha, đường tròn tâm y có bán kính đi, đường tròn có bán kính R. À, đúng rồi. Chúng ta nói sao? Đường tròn tâm y, đúng không? Đấy. Và bán kính R bằng căn 17. Có phương trình là, rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là D, đúng không? D. Ta đi vào câu 37. Trong một phẳng OXY, phương trình tổng quát của cái đường thẳng này thì mình dùng vectơ chỉ phương đổi là vectơ phát tuyến thôi. Nhưng cái cách nhanh nhất là gì nè? Đúng không? Nếu chúng ta sẽ rút ra T cho hai cái bằng nhau biến đổi ra nhanh nhất, khỏi cần làm cái kia em lâu. Là mình hiểu không? T bằng x trừ 3 chia cho 4, ở dưới T là bằng y cộng 2 chia cho 5. T thuộc R, đúng chưa? Rồi. Sau đó mình suy ra hai cái T đó bằng nhau thì x trừ 3 chia cho 4, y cộng 2 chia cho 5. Và mình tương đương là 5 nhân chéo qua đó bằng 4 y cộng 2, 5x trừ 15 4y cộng 8, chuyển về 5x trừ 15 trừ 4y trừ 8 bằng 0, thì tương là 5x trừ 4y trừ 23 bằng 0, 5x trừ 4y trừ 23 bằng 0. A Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu 38. Từ các chữ số 2, 5, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đơn một khác nhau? Quá dễ. Rồi, thôi. Số các số cần tìm là luôn đi. À. À, có 4 số mà khác nhau nữa, dục cho 4 chỗ, 4 dễ thừa. 1 với 2 nhân 3 nhân 4 là 24 luôn. Rồi, trả lời án B. Đúng ha. Dễ. Tùy theo câu đúng không? Chúng ta đi vào câu 39. Rồi. Một nhóm có 5 bạn nữ và 4 bạn nam. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 3 bạn đi làm công tác tình nguyện. Hãy xác định số kết quả thuận lợi của biến cố, cho biến cố. Trong 3 bạn được chọn có đúng một bạn nữ. Yeah, đúng một bạn nữ là mấy bạn nam? Nhìn biết là đúng không? Hai bạn nam. À, chỉ số cách chọn cần tìm là một nữ thì đây lấy là C5 chập 1. Rồi, 4 nam chọn là hai nam, chọn ra thôi đúng không? Rồi, chứ không có sắp tiếp. 4 chập 2, rồi 5 chập 1 là 5. Nhân 4 chập 2. Rồi bằng 30. Cách. Chọn là C. Rồi câu cuối cùng. Mấy câu cuối này nó cho về. Đúng không? Rồi, câu 40.
đó là trong phần ô y cho 2 điểm AB vector BA rồi. Thôi con này là siêu dễ luôn, lấy A trừ cho B 11 trừ trên trừ 5 là 16, 7 trừ 4 là 3, 16 3 B rồi kết thúc. Được ha. Đấy. Rồi các bạn có thắc mắc gì đề này không? Không đúng không? Mình nghĩ nha.